Hôm nay em giới thiệu cho anh em cây Zippo 75 thờ, bản kỷ niệm 75 năm ngày thành lập công ty Zippo nha. Hình thức là niêm phun box hoàn hảo, hộp giấy hộp. Em sẽ sale giá mềm cho anh em về sưu tầm nha. Đây, bên trong hộp nó đợi gì, anh em dở lên gì, những dòng cao cấp giống như một cái đồng hồ, một cái món quà tặng. Anh em nhìn mặt trước nha, không có dính xước nào luôn. Bản kỷ niệm 75 năm ngày thành lập công ty Zippo. Trong đây có miếng giấy nha, giấy tờ đầy đủ. Đây mặt sau không có dính xước nào luôn nha. Cờ rơm HB, cờ rơm bóng. Nói chung cờ rơm bóng, cờ rơm HB nó khó lấy nét lắm em. Nó bóng á, nó sẽ dội ánh sáng vô. Gõ gục trùng cả năm lẫn tháng luôn nha mấy anh. 2007, tháng 1 năm 2007. Ok. Cái này hôm nay em giao lưu với anh em chỉ có 1.650.000 thôi nha. Ok. Chào anh em nha.